jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Ngày hôm nay mình có tin cực kỳ quan trọng muốn thông báo cho các bạn, đó chính là Skibidi Toilet đã có tập mới rồi nha các bạn nha. Và đây chính là tập thứ 38 các bạn. Thì ngay lúc này chúng ta sẽ đang thấy được một chiếc xe tăng bắn một cái luồng tia, này là cái luồng tia của cây súng laser nha các bạn nha. Thì nếu như mình nghĩ không lầm á, thì trong tập này chúng ta sẽ có tin vui các bạn. Thì hôm bữa là chúng ta đã bắn cái súng laser vô người của anh Titan Speakerman, thì anh vẫn chống cự lại và vẫn bị điều khiển nha các bạn nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghĩ là sẽ không còn chuyện đó nữa, bởi vì cái cây súng laser này bự hơn rất là nhiều và nó được nằm ở trên một chiếc xe tăng có rất là nhiều hộp đạn laser ở đây các bạn. Ngày hôm nay chính là ngày chúng ta sẽ giúp cho anh Titan Speakerman quay về với lại chúng ta, với lại phe tốt nha các bạn nha. Nếu như mà ngày hôm nay mà anh Titan Speakerman quay về với phe tốt á, thì mình cũng hứa là mình sẽ quay trở về làm fan Rondo nha các bạn. Bởi vì hôm nay là cái áo Rondo của mình đã bị mang đi giặt rồi các bạn à. Chứ mình mặc cái áo nó 2 ngày nó thúi rình các bạn. Cho nên là gia đình mình nó là phải giặt đi. Mày đòi làm fan Gondo mà mày thúi quá, ai chịu được. Mày lên YouTube mọi người quay, mày quay và mọi người ngửi mùi thúi, cái mình kêu đâu có đâu, quay trên mạng đâu ai ngửi được đâu. Nhưng mà nhà mình kêu là phải thay các bạn à, cho nên mình chỉ phải mặc cái áo Messi nha các bạn nha. Mà cho nên là ngay bây giờ anh em nào muốn nhà mình giặt đồ cho mình thật là nhanh á, các bạn nhớ để lại cho video một nút like nha các bạn, để chứng tỏ mình biết các bạn có phải là những người xem chùa luôn nha các bạn nha. Chứ kênh của mình hiện tại đang có tới 98% anh em xem chùa lận, là một con số quá khủng khiếp các bạn à, mình không nghĩ ra được luôn. Và những bạn nào lượn tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu xem anh Titan Speakerman quay trở về phe tốt nào. Let's go baby. Ngày hôm nay mình khá là vui luôn. Ok các bạn à, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô coi Skibidi Toilet tập mới luôn nha các bạn. Mới vừa vô là thấy anh Speakerman với hai anh cameraman đang ngồi nè các bạn ơi. Hình như cái này là tập cũ. Ok vô coi luôn đây. Đó, thì các bạn có nhớ không, lúc trước là chúng ta chế tạo được cái cây súng laser nhưng mà nó chỉ là phiên bản nhỏ, thế cho nên là anh phải cầm hai súng luôn. Nhưng mà tí nữa là sẽ có được một chiếc xe luôn nha các bạn. Let's go. Oh my god, ghê chưa, bắn như điên luôn các bạn, chiu 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 luôn các bạn. Đó, xả nước liền, easy. Mày lão hả con, mày xạo hả mày. Đó, mấy anh kia vỗ tay và cho một nút like liền các bạn. Thế cho nên ngay bây giờ các bạn xem, nhớ cho một nút like nha các bạn nha. Ngày hôm nay đại ca này sẽ quay trở về với chúng ta các bạn à. Let's go. Ok, nhưng mà khoan, trong video này á, thì nếu như mình không nghe được cái tiếng gì mà mình không nói cho các bạn nghe được, các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn thì nghe được, chứ mình thì hiện tại là mình nghe được có một cái tai nghe. Cái tai nghe bên đây nó bị chập điện, nó hư rồi các bạn ơi. Ok, vô. Nè, chiếc xe này nè các bạn. Ghê, ghê, ghê. Đó, đó, hai khứa này ra nè. Hai khứa bị thao túng nè, bị điều khiển nè. Khúc này rất là thích luôn các bạn. Wow. Đấm vỡ mộng lên ơi. Wow. Rồi, lão hả con. Ok, đấm. Wow. Cái khúc này đấm nó đúng đề, đúng ghê luôn các bạn. Wow, wow. Trời, sao mày bắn nó một cái là nó hết bị thao túng nha các bạn. Ok ok. Ôi, tập mới các bạn. Và ngay lúc này mình đoán đúng luôn nè các bạn ơi. Chiếc xe tăng này sẽ tới và bắn vô người của anh Titan Speakerman. Let's go. Ok. Hay. Tôm. Yes. Bắn đây. Đúng rồi. Let's go. No, God, please, no. 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 What? Cái gì? What? Cái gì vậy? No! Cái gì vậy trời? Oh my god, có lại. Quái gì man, cái gì vậy trời? Cái chuyện gì xảy ra vậy? No, cái thằng G-Man bây giờ nó kỳ lạ quá. Nè, khúc này nè, phải không? À, cái khúc này là tìm bí ẩn luôn rồi các bạn. Flying Toilet. Thôi, không cần tìm bí ẩn ở đây đâu, không cần đâu. Đúng rồi, bắn, sao vậy? Nè các bạn ơi, coi lại khúc này rất là kỳ luôn nè. Kêu nó bắn, xong rồi nó bắn thiệt luôn. Và chuẩn bị bắn tới nơi rồi nha bạn nha. Nhìn được, trời ơi, cái luồng điện này nó sắp tới người của ảnh rồi các bạn à. Và có một thứ rất là bất ngờ xảy ra luôn.
thằng quỷ này nó xuất hiện. Wait a minute. Nó đỡ đạn. Và bây giờ cái thằng G-Man nó lên cấp mới rồi các bạn. Trên người nó được trang bị cây súng của thằng Cabo các bạn à. Ghê chưa nè. Bây giờ nó được trang bị cây súng của thằng Camo, cái lớp áo giáp của thằng Electric nha các bạn nha. Và cái đồ xịt lửa đằng sau của cái thằng Bye Bye nữa các bạn. Bây giờ nó được trang bị quá trời thứ luôn rồi. Ui các bạn coi nè, đó, nó chiếu tổng cộng là bây giờ là 4 cái laser lên các bạn. Và cái xe tăng của chúng ta đã bị phá hủy rồi, cái gì vậy trời. Wait a minute. Ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đó là gần giải cứu xong rồi mà tại sao lại gặp chuyện này. Ây ơi, tên lượt chúng ta nè các bạn ơi. Thằng quỷ tao ghét mày. Thằng quỷ G-Man tao ghét mày. Trời ơi, sắp được quay trở về làm anh em mình. Bây giờ là men cây thiệt chứ. À các bạn nhớ tải game này về chơi nha. Game này mới có nha bạn. Cái gì đây? Này là mấy cái bí ẩn nha các bạn nha. Ok ok, cùng đi tìm bí ẩn. Ô, thằng G-Man phiên bản nhỏ nè. Đây là cây bus. Ok ok. Wait a minute, ghét quá. Cứ tưởng là ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải cứu anh này. Nhưng mà không các bạn à, người buồn quá đi. Thằng G-Man phiên bản nhỏ nè các bạn. Ô, cái này là hình như ở trong tập 2 nè các bạn ơi. Và đây là ông thần đèn nha các bạn nha. Trời ơi, ok, chuẩn bị có bí mật mới. Thằng G-Man. Wow, quân đội. Ok các bạn ơi, lại chuẩn bị có bí mật mới nữa nè các bạn. Trời ơi, tôi muốn giải cứu anh Titan Speakerman, tôi không muốn coi bí mật nữa. Bí mật làm gì, bí mật chỉ thêm đau lòng mà thôi. Oh my god. Ê, hãy cho mày nói mà, cái khúc này là thằng G-Man nó đứng nhảy ở trong cái chỗ của anh DJ á các bạn, Skibidi Toilet DJ á. Spider-Man à. Skibidi dum 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 dum. Yes, yes, yes. Skibidi deep, Skibidi dum, Skibidi dum 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 dum. Ủa, anh đang lòng nhà khác hả ta? Man, ta chưa lòng nhạc khác nữa bạn ơi. Nhạc kia chắc bị dính bản quyền á. Ở đây là thằng Freeman và thằng Cajon gì nè. Ok, buồn quá các bạn à. Đúng buồn luôn á. Thế cho nên là ngay bây giờ các bạn ơi, những bạn nào muốn giải cứu anh Titan Speakerman sớm nhất có thể á, thì bấm nút like cho video này của mình nha. Để mình nhắn tin cho anh Đa Phu, mình hỏi anh ơi còn cách nào khác không anh. Chứ cái kèo này là xong rồi anh à. Đấy, thằng G-Man này là thằng G-Man cấp 1 nè các bạn. Các bạn thấy không, thấy ngày xưa nó không. Nhìn nó ngày xưa rất là ngu ngơ luôn các bạn à. Nhưng bây giờ nó trở thành một con ác quỷ các bạn. Nó vừa biết bắn laser, vừa biết bay, còn áo giáp nữa rồi thua luôn. Thua luôn, có áo giáp là thua luôn. Cao giáp là đỡ cái tia laser đấy. Nè đây là ai đây? Ủa đây là G-Man hả? Vậy tại sao video hôm bữa mình coi là người ta nói là đây là thằng Mario ta? Wait a minute. Ok ok, G-Man đứng nhảy đằng sau lưng của mấy anh này không biết luôn. Wait a minute bro. Và đây là thằng Skibidi Toilet vì bắn bự thôi chứ không phải là G-Man đâu. Oh, cameraman bị quýnh chết. Rồi tiêu đời luôn. Một cái toilet làm bằng vàng. Xịt sơn nói anh ơi. Đối với yes, Skibidi Toilet nip nip. Một thằng đầu chọc da trắng với là một thằng da đen. Mày da đen nữa con, cho mày da đen luôn. Ôi, xịt sơn một cái là mấy anh cảnh sát ra nha các bạn nha. Chuẩn bị sẽ có thêm bí ẩn mới trong vòng 5 giây nữa các bạn. À chưa, trong vòng, chuẩn bị giờ mới là 5 giây nè. Đó, để coi coi bí ẩn gì đây. Bí ẩn từ mấy anh cảnh sát hả ta? À không có. Oh, ở đây là một thằng toilet biết bay đeo cặp mắt kính đen. Mẹ nó. Và ở đây là thằng toilet Rocketman hả bạn? Hình như là cái thằng Rocketman là cái thằng mà bị cái thằng G-Man nó lấy trang bị tên lửa đằng sau thì phải á. Là toilet ba đầu các bạn ơi. Mình nghi lắm. Nội tụi đang hợp với nhau, đang hợp. Mày hợp á con, bắn nó. Mày hợp. Cho nó ăn một viên đạn. Mày hợp nè. Này thì thích hợp nè. Úi trời ơi. Thấy chưa, tụi này nó mạnh lắm, tụi nó không chết được đâu. Dễ gì mà nó ăn được các bạn. Ê mà mấy đứa này nó hợp mắc cười quá bạn à. Nó hợp với chữ ngồi cho nó nói là Skibidi Skibidi Skibidi. Tất cả đó là ngôn ngữ tụi nó. Ú, thằng Camo nè. Thằng Camo này về sau nó nâng cấp lên hai cái máy laser khá là bự luôn các bạn. Mày láo giỡn mặt với Rondo. Rondo cameraman các bạn à. Ê nhưng mà các bạn thấy gì không? Tới ngày hôm nay rồi mà anh Titan cameraman này ảnh chưa quay trở về chúng ta nữa các bạn. Ảnh đi đâu vậy trời? Chắc là ảnh đang đi nghỉ mát mùa hè rồi các bạn à. Thấy không? Anh này ảnh xuất hiện ở mấy tập đầu tiên à. Về sau này ảnh đi một cái ảnh đi luôn các bạn. Anh chưa thấy đâu các bạn à. À
ai cũng mong chờ ảnh để quay trở về giúp cho anh Titan Speakerman sớm hồi hoàng lương các bạn. Nhưng mà ảnh không chịu. Ê, ảnh đi đâu, ảnh đi nâng cấp đâu không biết rồi. Chắc mốt ảnh quay trở về ảnh là sáu muối rồi. Ok, chuẩn bị có bí mật mới nha bạn ơi. Lại lại khúc này nè. Cái khúc này là anh bị thằng G-Man nó bắn một cái. Anh đỡ được luôn. Anh đỡ được nhưng mà anh bị hội đồng nha mấy nha. Đó, anh bị khứa này vô nè. Đó, khứa này ghét khứa này dễ sợ luôn. Rồi bắn chúng vô cái chỗ điểm yếu của ảnh và anh phải bỏ chạy các bạn à. Oh my god. Let's go. Ê nè, cái này là ảnh được nâng cấp nè các bạn. Qua đây. Engineer Cameraman hả? Oh, bây giờ mới để ý luôn. Engineer là kỹ sư nha các bạn nha. Kỹ sư cameraman. Trên tay của ổng hình như có cái máy hàng cái gì á. Đây là mặt nạ của cameraman nha các bạn nha. Ok ok. Bắn nó đi anh ơi. Đúng rồi, nhưng mà bao giờ nó quay trở về đây. Tụi em rất là nhiều luôn nha. Không phải có mình đâu nha các bạn. Cũng rất là nhiều người ở trên YouTube đang đợi chờ cái anh Titan cameraman này sớm quay trở lại các bạn à. Bởi vì anh đã mất tích quá lâu rồi các bạn. Đó, combo như Son Quýt luôn. Ui, mấy cái thằng khứa này, ghét mấy khứa này thật sự luôn bạn. Yeah, ok đấy. Airship, tàu bay của những anh cameraman. Rồi, bị mấy khứa kia dí nè. Lái toilet mới ghê chứ. Toilet đi trên tường. What a minute. Rồi, chuẩn bị đeo loa vô. Nhưng bây giờ thì mình đeo cũng như không rồi các bạn à. Tại vì một cái tai nghe bên đây của mình nó bị hư rồi các bạn. Cho nên anh em mà thương mình nó nhớ bấm nút like nhiều nha. Để có nút like nhiều á, mình xin ba mình cho mình tiền. Mình mua tai nghe mới các bạn à. Chứ tai nghe hư rồi các bạn ơi. Ok, ê, mày láo hả con. Đừng đùa với con trai ơi. Nhìn combo như điên luôn bạn. Mày láo hả, cho mày cái xả nước nè. Nói chung là mấy thằng này mà quýnh cỡ nào thì tụi nó cũng không có chết đâu các bạn, tụi nó bất tử luôn. Chỉ có xả nước mới là cách giết được tụi nó thôi nha. Còn thằng G-Man thì mình bó tay các bạn. Thằng G-Man là không có cách để giết được nó luôn rồi. Hiện tại nó quá mạnh rồi. Đây là ai đây, đây là Barney Calhoun. Cái ông hình như là ở trong game game gì ta. Game cái gì phần 2 bữa mình quên rồi. Để lát nữa thì chắc có đó bạn ơi, chắc mình sẽ có cái tên đó. Đó, đại ca tới. Everybody want to rule the world. Một like bạn. Một like, nói một like là nhớ bấm nút like nha. Chứ không phải nói một like là chỉ để ngồi bấm like vậy thôi. Bấm like on ngoài đời vậy không được nha. Phải bấm like trên mạng nha bạn nha. Ok. Đó, chuẩn bị có bí ẩn mới trong vòng 15 giây nữa. Ok, ui dồi ôi, gạt nước đó đi anh. Hợp lý. Ok bạn. Ủa, đừng nói bí mật gì đây nữa. Dum dum yes yes, give it the dum dum. Nè, thấy chưa? Hôm bữa mình nói cái bí mật này, cái ngày hôm nay cái người ta cập nhật liền các bạn, thấy chưa? Mình thấy cái này trước người ta luôn. Nice. Ok. Nè, chuẩn bị cái chỗ đó biến mất nè bạn. Nè, coi lại nè, đó. Không, hồi nãy thấy bây giờ biến mất luôn. Ủa, là sao? Người ta không thấy nó biến mất hay sao? Rồi, đại ca tới. Chuẩn bị có một cua tán gì trời giáng các bạn. Let's go. Chào các bạn nha. Thấy anh dễ thương không? Ủa, bây giờ mày là cái gì đây? Ô, cái da ảnh có da của màu con người. Vậy là ảnh chính là một con người ảo. Ok, camera woman. Ủa, vậy là anh Titan Speakerman có thể là một con người thật sự các bạn à. Ảnh là người khổng lồ chứ không phải là một robot nha các bạn nha. Rồi, khứa này nữa mình ghét này lắm. Mình hàng ngày mình cực kỳ ghét luôn các bạn. Rồi, nhưng mà cũng may là cái thằng G-Man nó không có sức mạnh của thằng này. Thằng G-Man nó chỉ có cái lớp áo giáp đằng trước thôi. Trời, nếu mà có sức mạnh của hàng ngày chắc là nó bá đạo luôn bạn. Nó bá đạo trên từng hạt gạo luôn á. Ui dồi ôi, nó nhanh chưa. Tạm biệt nha chị, bye bye. Rồi giờ tới lượt em nè. Oh my god. Đúng lẹ luôn bạn à. Ok bạn ơi. Nè, khúc này là sẽ bị điều khiển nè các bạn. Ủa, cái ông nhà bác học này đúng ghét luôn. Tại ổng á, ổng là cái nguồn cơn gây ra tất cả mọi chuyện để anh này đã trở thành một con ác quỷ nè bạn à. Này ơi. Này nó lại đấm mình vỡ mộm nữa bạn. Rồi lúc này cực kỳ đau đớn. Ui giời ơi. Ui giời, anh em với nhau mà sao lại đấm nhau như vậy. Trời ơi. Nè đó, giới thiệu cho các bạn. Đây là cái stylist mới. Đôi giày phiên bản toilet.
Ok rồi đó, thằng này nó tới nè. Thằng này nó bị hở lây nhiễm nè bạn. Nó mặc áo màu đỏ bên trong à. Ôi trời ơi, bay đầu luôn. Nè, đó, trời ơi. Anh em với nhau mà sao lại làm như vậy hết trời. Ê khoan, mình để ý không biết là cái thằng này nó bị nhét cái gì vô trong miệng. Nó như nhét quần trái bơm hay gì á bạn ơi. Nè, thấy không? Thấy hai cái súng laser này không? Laser của thằng Camo đó. Lát nữa là thằng Jimmy nó lấy cái súng này luôn bạn. Đó, đại ca tới nè. Và lúc này chính là lúc mà đại ca nó bị thao túng các bạn ơi. Nó bị điều khiển. Một thằng, hai thằng. Ơ mà mình để ý kỹ nha. Bây giờ các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy là hai cái thằng mà thao túng đại ca của chúng ta là hai cái thằng đó nó cũng bự lắm chứ nó không có nhỏ đâu nha bạn. Nè, lúc này anh sẽ lấy ra một con. Hãy lấy ra được một con luôn. Nhưng mà còn một con còn lại thì không lấy ra được. Oh no. Và chuẩn bị có cái hình trên đây xuất hiện. Mình không muốn nhìn nữa. No. Đó, thay đổi màu nha bạn nha. Thay đổi màu rồi. Cho anh ác quỷ đã thay đổi màu rồi. Lúc trước là màu khác. Ui trời ơi. Ui trời anh ơi. Sao lại làm như vậy. No. Không muốn nhìn. Nhìn chứ thêm đau lòng mà thôi. Nè đó, anh bắn mấy con speaker mà helicopter á các bạn. Thằng G-Man nè. Hiện tại thằng G-Man này vẫn là G-Man phiên bản cao cấp một chút xíu thôi. Ê, nó phá hủy YouTube các bạn. Thằng này nó làm gì cho TikTok nha mày nha. Oh my god. Hiện tại nó chỉ mới là cấp nhẹ nhẹ các bạn. Nó châu châu xíu rồi chứ không chưa đến nỗi quá mạnh đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó mạnh quá rồi. Ui trời ơi. Và đây là lúc mà chúng ta sẽ hình như là giải cứu được một anh. Đấy, đó, rồi dịnh lại liền, dịnh lại, nhảy xuống, tháo ra liền, rồi xong luôn. Đấy. Ủa cái gì vậy? Oh, bây giờ mới biết là anh TV Man xuất hiện từ rất là lâu rồi các bạn mà chúng ta không hề biết. Anh TV Man, có thể ảnh sẽ là đứng cứu thế trong tương lai các bạn. Ok, một nút like. Đó, nhớ cho mình nút like, ok. Đây, cái súng. Ok, khúc này cũng buồn đó bạn ơi. Nói chung là phim này bây giờ càng ngày càng buồn rồi bạn. Bắn một thằng. Rồi, ok. Nói chung là ok. Đối với những con nhỏ nhỏ thì bắn một viên thì được. Nhưng mà các bạn nhớ không? Anh Titan Speaker Man là một con khá là bự các bạn à. Cho nên mình nghĩ là phải dùng cái súng bự bắn mới được. Nè, lúc này bắn vô. Hỏng si nhê gì hết. Ôi trời, anh còn điên hơn nữa. Nó chạy đi. Ôi đau lòng chưa. Đau lòng giải cái chữ. Trời ơi. Ok, lượm được cái súng an toàn rồi. Ôi nó bắn vô kìa. Ôi một nút like nữa à. Mấy anh này hay bấm nút like ghê bạn ơi. Không như mấy người xem chùa mình. Mấy người xem chùa mình không bấm like đâu. Đây các bạn. Đây là thằng TV Man nha các bạn nha. Nếu như các bạn nào không biết thì đó chính là nó đó. TV Man không biết nó có sức mạnh gì nữa. Nhìn gì mày nhìn không? Mày nhìn nó xả nước mày luôn giờ đó mày nhìn. Rồi, xả nước hài đi anh ơi, let's go. Easy. Ba đầu quỷ này có gì đâu khó đâu các bạn. Một nút like. Oh my god, thấy chưa? Thằng TV Man nữa nè. Ê mà khoan, thằng TV Man này là người xấu hay là người tốt? Các bạn nghe bây giờ hãy bình luận phía dưới cho anh biết là theo các bạn nghĩ là cái thằng TV Man này là người xấu hay là người tốt nha các bạn nha. Mình thấy là nó lúc nào nó cũng xuất hiện ở chỗ của những anh cameraman và speakerman. Mình đoán là nó sẽ là người tốt các bạn. Nhưng mà không biết là sức mạnh thực sự của nó là cái gì thôi. Khá là thắc mắc các bạn ơi. Bạn nào biết thì bình luận cho mình nha bạn nha. Đây cái khung cảnh ở đây. Khung cảnh này bị đấm vỡ mồm nè. Nó cái thằng này nó láo lắm bạn. Cái thằng toilet này nó có tay chân nó láo lắm. Mày láo. Mày sao. Cho mày chết luôn. Rồi đấm nó. Mày võ công kinh chứ. Một like. Let's go. Ok bí mật mới nữa nè. Ủa cái này là bí mật này thấy rồi mà. Flying toilet. Thôi. Cái này không muốn coi nữa. Cái này không muốn coi nữa. Thôi. Dừng lại rồi. Không muốn coi nữa. Thôi cho bạn coi. Mình không coi đâu. Mình coi mình chỉ thêm đau lòng mà thôi các bạn à. Hết chưa vậy? Rồi hết rồi. Mình coi mình chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nên mình sẽ không coi cái khúc đó nữa nha các bạn. Subscribe now. Ngay bây giờ các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh. Và bấm nút
like cho mình video này nha các bạn nha. Mình mong là trong tương lai chúng mình sẽ có cách để có thể giải cứu được anh Titan Speaker Man. Bây giờ anh bị khùng quá rồi các bạn ạ. Anh đã bị điều khiển trở thành một con điên rồi các bạn. À, mà anh càng điên là mình càng đau lòng, tại vì anh chính là idol trong lòng mình nha các bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở đâu lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye. Anh em mà có bí mật gì mà biết được á, nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nha các bạn nha. Tại vì mình thấy là mình cũng còn nhiều bí mật chưa biết các bạn à. Thế cho nên là mình rất cần anh em mình luận nha. Bye bye. Nhớ bấm nút like nha. Yeah.